Vâng thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi gợi nhớ cho mỗi chúng ta về những năm tháng của thập niên 90-2000. Đó là niềm hạnh phúc, sự mong mỏi khi mỗi gia đình cùng quây quần bên TV để cùng theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong thời đại hội nhập, công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì thời gian để mỗi chúng ta ngồi xem TV không còn nhiều nữa. Thay vào đó sẽ dành thời gian cho những chiếc smartphone để tiếp cận thông tin cho mình nhiều hơn. Nắm bắt được nhu cầu đó, STV cũng đang chuyển mình để mang đến cho khán giả nhiều kênh truyền thông đa dạng trên các nền tảng số để mang đến cho khán giả của mình những chương trình hay, đặc sắc, không chỉ qua màn ảnh nhỏ. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, nhu cầu tiếp cận thông tin của khán giả qua nhiều phương tiện khác nhau ngày một lớn. Đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí đều phải thay đổi để bắt kịp với xu thế truyền thông hiện đại. Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La vẫn đang nỗ lực hàng ngày để mang đến cho khán thính giả những thông tin kịp thời, những chương trình truyền thông đa phương tiện đặc sắc. Để bắt kịp với xu hướng hội nhập của chuyển đổi số, thì mỗi phóng viên chúng tôi phải thay đổi cách thức tác nghiệp của chính mình, không ngừng học hỏi, tiếp cận và làm chủ công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất các tuyến tin bài, và để làm sao mà từ tư duy của mỗi phóng viên cộng với sức mạnh của công nghệ sẽ mang đến cho khán giả những tin tức hay và kịp thời nhất. Các sản phẩm phát thanh truyền hình trên các nền tảng số như STV Go, Truyền hình Sơn La Facebook, TikTok STV của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La được ra mắt trong thời gian gần đây đã và đang tạo những dấu ấn lớn đối với khán giả bằng các sản phẩm truyền thông đặc sắc được thể hiện sáng tạo qua nhiều hình thức, đáp ứng ngày một lớn nhu cầu tiếp cận thông tin của khán thính giả. Trước đây thì chúng tôi hoàn toàn là xem TV, xem Truyền hình Sơn La ở trên TV. Thế còn ngày nay thì Truyền hình Sơn La đã có những sự đổi mới để đưa những cái thông tin, những cái sản phẩm, những cái phóng sự qua rất nhiều kênh như là TikTok, như là YouTube. Vậy thì chỉ với cái điện thoại cầm tay, điện thoại thông minh thì chúng tôi ở bất cứ nơi nào chúng tôi có thể truy cập. Để công chúng và khán giả của mình được theo dõi những thông tin truyền hình đa phương tiện một cách tối ưu nhất, Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đổi mới cách thức sản xuất từ các chương trình theo khung giờ sang các dòng tin tức cập nhật từng giờ, từng phút để khán thính giả có thể theo dõi dòng chảy tin tức của Sơn La. Cái phương thức tiếp nhận thông tin của khán giả thì ngày nay đang thay đổi một cách rất là nhanh chóng. Từ chỗ người xem có thể ngồi hàng giờ để xem qua TV thì nay đã chuyển sang là lướt smartphone và các cái thiết bị cầm tay thông minh. Do vậy thì STV phải xác định là phát triển đa dạng các cái kênh phân phối nội dung số để thực sự là khán giả ở đâu thì có STV ở đó, và khán giả cần thông tin gì thì STV sẵn sàng đáp ứng thông tin đó. Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, đến nay từ khâu sản xuất hậu kỳ, lưu trữ đến truyền dẫn phát sóng của STV đã được thực hiện 100% trên môi trường số và trên hạ tầng mạng nội bộ tốc độ cao. Các chương trình phát thanh truyền hình được truyền tải đến khán thính giả bằng nhiều thứ tiếng và được truyền tải qua nhiều phương thức truyền dẫn phát sóng, qua đó tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. STV đang từng ngày nỗ lực đổi mới để đáp ứng mục tiêu khán giả ở đâu thì có STV ở đó. Và khán giả cần thông tin gì, STV sẵn sàng đáp ứng.